Hoàng, Hoàng ơi, mở cửa anh Hoàng ơi. Sao hôm nay em không đi làm? Lại như vậy nữa rồi. Em cứ như vậy hoài à? Em có nhớ hồi xưa mà lúc mình lập cơ sở không? Bữa đó em làm anh tưởng đâu là tiêu rồi á. Dạ alo ạ. À dạ vâng ạ. Dạ tụi em làm xong rồi, có gì em gửi qua cho chị ạ. Em là mấy đứa ơi. Hôm đó tại em chứ ai, tự nhiên ăn xoài cho nhiều vào, xong rồi làm cho cả đám khổ lây. Cuộc sống ở bên ngoài cũng vậy thôi. Nhiều lúc á, tự mình cảm thấy thiếu thốn, rồi nhìn chằm chằm vào những khuyết khiếm của mình, rồi tự buồn phiền, mặc cảm, rồi làm cho tất cả mọi thứ xung quanh á, vì mình mà ảnh hưởng. Lúc mà bà khách hàng mới bước vào, anh tưởng đâu là bà cho anh lần thớt luôn. May sao mà vẫn kịp, hôm nay em không lên thuyết trình, hợp đồng cũng bị hủy luôn rồi. Em có thấy dòng chữ này không? Cái chữ ô á, nó có cái dấu mũ, giống như là cái mái nhà vậy. Em cũng giống như cái chữ ô vậy, gia mình vào trong cái sự mặc cảm của mình, cứ tạo lên cho mình một cái vách ngăn, trong khi mà mọi người bên ngoài vẫn bình thường. Em phải phá vỡ cái ngục tù mà em tự giam mình vào, giống như anh xóa đi cái mũ ô này vậy. Em phải hòa nhập với cộng đồng, hòa nhập với mọi người ở bên ngoài, tiếp xúc với mọi người. Giống như là anh cho cái chữ O này, nó tiến gần với chữ Y, và hai chữ nó khi nó đã hòa nhập với nhau rồi, thì kết quả là em thấy nó như thế này. Người khắc thiệp, chúng ta là những người khắc nên hạnh phúc cho những người xung quanh.